Tất cả các bạn ha, hôm nay mình hạ cái máy Isuki của mình xuống mình chạy các bạn. Đây, cái máy Isuki của mình, máy Isuki 68 nha. Cái vỏ thì vỏ trọng sĩ 7m2 các bạn. Mà mình để lâu quá rồi, có 6 tháng mình không chạy ha. Hôm nay mình hạ xuống mình chạy các bạn. Đây, mình hạ xuống nước rồi xem. Nó đóng là bụi là nhìn nhện như đầy luôn mà, tại lâu quá rồi. Nửa năm rồi, 6 tháng mình không có chạy, rất ngạt luôn ha. Dạo này mình chạy máy nhỏ nhiều ha, mình chạy cái máy Mitsu 6 mình đó. Mình đi đường gần ngoài lộ mình đi xe, bởi vì mình có ít đi máy xe ha. Bởi mình treo nó hoài, nhìn nó xét nó muối nè. Mình sợ nó đóng máy, mình dạo này chạy thử. Ở đây chạy gió máy còn nhiều đây. Ta buôn bán rồi gió máy các bạn. Ta bán rồi gió máy ha. Đây là mình chuẩn bị mình hạ gió xuống các bạn. Một tiếng đồng hồ mình chùi rửa vệ sinh, em nói giờ cũng khá là sạch sẽ các bạn. Vỏ này vỏ trọng sĩ 7m2 các bạn. Cái vỏ này thì mình mua hồi 2014 ha. Cái vỏ thì mình mua 2014, mình có còn dán đời canh. Còn cái máy này thì mình mua 2013. Tính cả cái máy này mua trước cái vỏ các bạn. Cái máy này mình mua trước cái vỏ 2013 cả. Còn cái vỏ thì mua 2014. Cái này là cái Isuki nha các bạn. Isuki 68. Mình mới chùi rửa xong nè. Mình tại vì mình bỏ lâu quá, 6 tháng mình không chạy. Mình xuống mình để chạy cho điều máy các bạn, cho bơm nhớt lên. Chứ mình để lâu quá cũng không tốt các bạn, máy xe mà. Không tốt. Rồi, bắt đầu mình tiến hành mình chuẩn bị mình test thử máy các bạn. Hôm nay mình với bạn Nguyên Khắc test Isuki 68 nha các bạn. Cái vỏ mình thì vỏ trọng sĩ 7m2. Cái máy mình thì mình cũng mua lâu rồi các bạn, mua 2013, tính ra cũng 7 năm rồi. Cái máy này mình thấy nó, tốc độ thì nó không bằng cái 3T các bạn. Nó chạy không lại 3T với Kubota. Nhưng mà ngược lại thì cái sức tải nó rất là mạnh rồi. Cái tải của nó mạnh lắm, tại tua nó chậm. Tua nó chậm hơn cái Kubota với 3T. Nhưng mà tải thì nó mạnh hơn mấy cái máy kia nha các bạn. Nó tải mạnh lắm. Mình bỏ 6 tháng các bạn, nửa năm rồi mình không chạy luôn. Rồi hôm nay cũng buồn buồn hang mình đem xuống chạy giật vài vòng cho nóng máy nó bơm nhớt rồi bạn. Máy này nó dầu nó kín lắm rồi, bỏ 6 tháng rồi chứ mình xuống mình xăng bếp mình đề 2-3 cái là chạy à, êm vậy đó. Bởi vì cái máy này rất là bền các bạn, tốc độ thì nó không có lợi 3T với Kuta nhưng mà nó bền lắm rồi, rồi động có đá lì lắm, chạy 7 năm rồi mà vẫn còn êm các bạn, với nó cũng mất tăng dầu. Phun nước rất là đẹp các bạn. Cái vỏ trọng sĩ mình thì nó cũng 7m2 thì so với máy thì nó không xứng nha. Cái máy thì nó chạy thì nó cũng hơi, cái vỏ hơi nặng.
Chứ mình đặt cái máy này thì mình để kỹ cái vỏ 6.9 á, 6.9 thì nó xứng hơn, giọt hơn. Tại mình mua cái vỏ này mình để tải ha, để chế độ. Như mình dùng sông nước các bạn, Nam Căn Cà Mau. Bởi vì ở đây vỏ máy cũng còn rất là nhiều các bạn. Đây, đây có ông anh bạn ông chạy ngang nè. Đó, dùng vỏ máy xe luôn các bạn. Vỏ máy đi giọt á. Máy đó vỏ nó trọng sĩ hình như trọng sĩ 6.3. Mình cũng có lộ nhưng mà chưa tới nhà ha. Bởi vì vỏ máy cũng là phương tiện di chuyển chính của mình các bạn. Ở đây nói chung nhà nào cũng từ 1 tới 2 chiếc các bạn. Chiếc vỏ bự nhưng chiếc vỏ nhỏ. Mình đem mình chiếc vỏ này để tải đồ. Đây cái hàng đáy cầm này bạn, hàng đáy cầm để bắt tôm bắt cá các bạn, ở Nam Căn Cà Mau các bạn. Đây đây một bạn chạy vỏ máy nữa nè. Rồi, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái máy Isuzu các bạn. Isuzu sau 6 tháng không sử dụng mà xuống chạy vẫn còn rất là ngọt ngào nha. Rất là êm các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi video nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp. Và thân ái chào các bạn nha các bạn.